Xin chào các bác nhá. Xin chào các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của shop Tân Ánh Ngọc Ánh nhá. Thì bên em chuyên cung cấp những đồ chơi công nghệ, đồ chơi PCB và những đồ vật tư ngành nuôi ong cho anh em. Thì và những cái đồ quần áo ngụy trang, loa bẫy chim hoặc là những cái đồ quần áo bảo hộ bắt ong rừng nhá. Thì hôm nay bên em sẽ giới thiệu đến anh em và báo giá cho anh em là những cái đồ linh kiện phụ kiện nhá. Thay thế bơm máy nhá, bơm cao áp nhá. Thì mời anh em đón xem chi tiết nhá. Rồi, em sẽ giới thiệu chi tiết cho anh em nhá. Thì trước tiên là về những cái đồ phụ kiện nhỏ trước nhá. Thì hôm nay là em sẽ chỉ chuyên những đồ phụ kiện của bơm máy nhá, bơm máy con hổ nhá, hoặc là bơm máy rong xi anh em nhá. Trước tiên thì sẽ đến là cái ti đi nhá, ti. Thì như anh em có thấy đây, ti nhá. Trong cái gói này thì là nó đang ti, sẽ là ti của con hổ nhá, ti của bơm con hổ nhá. Thì ti của anh em nào mà ti 1 phốt nhá, đây nó là thuộc dạng ti nhôm nhá anh em nhá, ti nhôm và 1 phốt liền như này của con hổ nhá. Anh em có thấy nhá, ti nhôm 1 phốt của con hổ. Thì cái ti này là 200 nhá anh em nhá, 200 đấy, đối với dùng cho ti 1 phốt của con hổ là 200 nhá đấy. Và cái nhất nữa sẽ là cái ti của cũng của con hổ nhưng mà nó sẽ là thuộc dạng 3 phốt nhá anh em nhá. Thuộc dạng 3 phốt đây, thuộc dạng 3 phốt. Đây nó như này, 3 phốt liền như này nhá. 3 phốt đây. Đấy nó là ti đồng nhá anh em á, ti đồng của con hổ nhưng mà của bơm máy con hổ thì sẽ là 3 phốt như này. Thì bơm con hổ nó sẽ có hai loại, một là 1 phốt, hai sẽ là 3 phốt như này nhá. Thì đây là ti đồng, thì cái ti đồng như này nó là 270.000 là đã bao gồm cái phí vận chuyển cho anh em rồi nhá, 270.000. Và ngoài ra nó sẽ có một kiểu nữa, nó sẽ là như này. Thì trên tay em đây nhá, ti đồng của con hổ nó như này. Thứ nhất là ti đồng của con hổ thì là nó sẽ là có một loại, sẽ là 9 ly và 10 ly nhá anh em nhá, 9 ly và 10 ly nhá. Đây thì cái bên này của bên em đấy nhá, anh em có thể thấy khi anh em nhìn hình ảnh như này thì anh em cũng có phân biệt ra được là hai cái loại này nó khác nhau như nào rồi nhá. Thì cái này nhá, nó sẽ là 9 ly nhá, 9 ly. Thì anh em cứ căn cứ vào anh em đo cái phần đầu này của nó nhá là 9 ly nhá. Còn cái bên này sẽ là 10 ly nhá. Khi anh em gọi điện đặt hàng thì anh em lên xem lại cái ti này, cái ti bơm của anh em nó là 9 ly hay 10 ly nhá, thì để bên em sẽ lấy cho anh em đúng cái loại mà anh em cần nhá, 9 ly hoặc 10 ly nhá. Thì hai cái loại này 9 ly và 10 ly nó là giá bằng nhau nhá, là đều là 270.000 là đã bao gồm cái phí vận chuyển cho anh em rồi nhá, 270.000 nhá. Đấy. Đấy. Và cái nhất nữa này. Cái nhất nữa là về phần của con hổ thì đây, anh em muốn mua chung như này nhá. Muốn mua chung thì đây nó sẽ là cả bít tông và cả tai biên nhá. Bít tông và tai biên. Thì cái này là bít tông này sẽ là dành cho bít tông của con hổ nha anh em nhá. Thế nhá, bít tông này dành cho của con hổ nhá. Thì bít tông này là dành cho của con hổ này. Đấy, như anh em có thể thấy nhá. Nó sẽ là bít tông và tai biên đi kèm theo nhá. Thì nó sẽ là của con hổ là bít tông, tai biên bít tông này, ti này. Thì nó sẽ là 680.000 là đã bao gồm cái phí vận chuyển cho anh em rồi nhá. Đấy, đối với anh em mà dùng bơm con hổ mà 3 phốt đây, mà anh em đang bị hỏng tai biên hoặc là bít tông nhá, nó sẽ là 680.000 nhá. Đấy, 680.000. Còn mà anh em muốn mua mà cái bít tông của cũng của con hổ nhưng mà nó là bít tông 1 phốt nhá, 1 phốt mà nó lại bằng nhôm nhá, 1 phốt mà nó lại là bằng nhôm như này, thì là nó là 630.000 thôi nhá. 630.000 là bít tông 1 phốt dành cho bơm con hổ nhá. Đấy, hoặc là anh em muốn mua bít tông riêng của con hổ đây thì bên em cũng có cho anh em luôn bít tông riêng nhá. Đây, bít tông chỉ đây là cái bít tông của con hổ nhá. Thì nó sẽ là 250.000 là đã bao phí ship cho anh em rồi nhá. Thì toàn bộ hàng bên em
giá này là đã bao phí ship cho anh em rồi nhá. Đấy, 250.000 một cái bít tông của con hổ nhá. Thì nhiên là sẽ là có bít tông của bơm rong xi nha anh em nhá. Bít tông của bơm rong xi. Đây, bít tông của bơm rong xi là nó sẽ giá cao hơn so với bít tông của con hổ một chút nhá. Thì nó sẽ là 350.000 nhá. Nhá, bít tông của rong xi là 350.000 nhá. Đây, bít tông của con rong xi nó sẽ có theo một cái tay đỡ cái tay biên nhá, một cái ốc gọi là đỡ cái tay biên đây nhá, 350.000 nhá. Đấy. Thì là cái gọi là cái thì thường thường là sẽ đến cái gọi là cái át biên, thì nói chung là cái này mỗi anh em gọi là có một cái tên gọi khác nhau nhé. Thì là thường thường loại này là nó sẽ gọi là một là át biên, hai là cốt máy. Anh em cứ alo cho bên em và là tôi muốn mua cái át biên hoặc là cái cốt máy thì bên em sẽ có thể lấy được cho anh em nhé. Thì đối với cái cốt máy này nhá, nó là 200 nhá, cốt máy này là 200 là bao phí ship cho anh em luôn nhá, 200.000 nhá. Đối với cái cốt máy này nhá. Cốt máy này thì anh em có thể sử dụng được cho tất cả các loại luôn nhá. Đối với cái cốt máy như này. Đấy. Được là sẽ là đến cái phốt đây nhá. Thì cái phốt này nhá. Cái gói phốt này thì là nó sẽ dành cho bơm, chỉ dành cho bơm rong xi thôi anh em nhá. Chỉ dành cho bơm rong xi. Đây. Nhá. Phốt này là nó sẽ có ba miếng phốt và ba miếng đệm nhá. Đấy, anh em có thể thấy ba miếng phốt và ba miếng đệm nhá. Thì nó sẽ là 300 nhá, 300 với cái gói phốt của bơm rong xi như này là 300 nhá. Đấy. Hay nhất là cái chụp gọi là cái lắp của trên đỉnh đầu bò nhá. Lắp của trên đỉnh đầu bò. Thì lắp trên đỉnh đầu bò này là anh em thường thường là sẽ dùng cho bơm con hổ nhá, hoặc là đầu bơm đa lăng nhá. Đây anh em có thể thấy nhá. Đấy. Thì một là dùng cho bơm con hổ, hai là dùng bơm đây. Cho bơm con hổ này hoặc là cái đầu bò đa lăng nhá. Anh em có thể dùng được cái lắp chụp này nhá. Lắp chụp phần trên này nó là cái gọi là lá đồng chống nổ ở trên này nhá. Đấy. Thì về phần cái lắp nhớt nhá. Về phần cái lắp nhớt đây, lắp nhớt nhá. Lắp nhớt này thì là nó dùng được cho cả bơm rong xi và bơm con hổ luôn nhá. Thì cái lắp nhớt này đồ phụ kiện đi kèm theo là nó sẽ có một cái gong như này nhá, một cái gong đen này. Đấy, anh em lắp vào đây nhá, anh em lắp vào đây để mình chống hở của nó nhá. Đấy nhá, thì cái lắp nhớt này thì là bên em nó bán là 290.000 nha anh em nhá, 290.000 lắp nhớt đây nhá. Đấy, cả cái mình nhìn được cả dầu nhá, 290.000 các bác nhá, 290.000. Đấy, thì về phần các bác mà muốn đây, về phần gọi là cái gói sim bơm tay, anh làm cái gói sim bơm sim của bộ của cái con hổ nhá. Đây, của con hổ là theo hàng bơm luôn, thì là nó có 3 phốt liền khối cho anh em nhá, 3 phốt liền khối và rất là nhiều sim thay thế cho anh em nhá. Anh em có thể thấy nhá, rất là nhiều sim nhá, và một đầu bịt này. Đấy, rất là nhiều sim cho anh em. Đấy, anh em quan sát kỹ nhá. Rất là nhiều sim nhá. Dòng nhựa nhá. Đấy nhá. Van một chiều nhá. Đấy. Thì nói chung cái gói này bên em bán là 290.000 nha anh em nhá, 290.000. Là bao phí ship cho anh em luôn, 290.000. Đấy. Thì phần đầu bò nhá. Thì phần đầu bò này thì bên em sẽ là đầu bò dành cho bơm con hổ nhá. Dành cho bơm con hổ. Đấy, bơm nguyên zin dành cho bơm con hổ. Thì cái đầu bò này bên em đang bán là 1.600.000 nhá. 1.600.000. Thì đầu bò này là nó anh em hỏng, anh em thì cứ gọi alo cho em là cả quả đầu bò cả quả hơi là 1.600.000 nhá. Thì khi anh em mà mua bộ đầu bò này sẽ được tặng kèm theo sẽ là hai cái gói, được tặng kèm theo là một cái gói sim này nhá. Một cái gói sim này và hai cái rong nhá, hai rong, cả rong chân lòng nhá. Đây nhá, cả rong chân lòng. Đấy nhá, thì là cái bộ nhà này là 1.600.000 là và đã bao phí ship cho anh em rồi nhá, 1.600.000 nhá. Hay hoặc là anh em
về cái phần bộ đầu bò của bơm long xi này là nó sẽ cao hơn một chút so với bơm con hổ nhá. Bộ đầu bò này của long xi này nó là 2 triệu cơ, 2 triệu thì khi anh em mua cùng thì bên em sẽ tặng kèm theo mà một gói phụ kiện. Anh thấy của nó đây nhá, đây một gói phụ kiện của nó chỉ có như này thôi nhá anh em nhá, 2 triệu đã dành cho bơm long xi nhá anh em nhá, bộ đầu bò và cả quả hơi nhá, đây là dành cho bơm long xi nhá. Đấy, về và một số đồ phụ kiện nhỏ nữa sẽ là cái sẽ là cái ống thở của máy nhá. Thì ống thở ở trên cái máy này thì các anh em bơm, anh em sử dụng về anh em lên dùng cái ống thở này để cho nó thoáng ở cái khoang chứa nhiều nhất là ra, khi tay biên nó quay nhá thì nó sẽ tạo cái hơi ở trong này. Anh em không sử dụng cái này nhá thì bịt kín quá nó không ra hơi được, thì là nó trong cái khoang này nó sẽ chứa hơi và nó sẽ lổ luôn cái lắp nhất này nhá, anh em lưu ý nhất nhá anh em sử dụng nhá. Đấy, và phần gọi là cái xi lanh nhá, cái xi lanh của bơm máy như này nhá, cái xi lanh của bơm máy, đây là xi lanh của bơm máy nhá, của bơm máy con hổ nhá. Thì cái xi lanh không như này nhá, chỉ có xi lanh không như này thôi nha anh em nhá, thì nó sẽ là 300 nhá, xi lanh không như này sẽ là 300 anh em nhá, 300 đấy, bao phí ship cho anh em luôn thôi. Thì video cũng khó cũng khá dài rồi nhé, thì cũng cảm ơn anh em đã xem hết clip của em. Thì bác nào cứ có vấn đề gì thì cứ alo đến cái số điện thoại em ghi trên màn hình nhá, thì để gặp anh em xong rồi tư vấn bán hàng, tư vấn nhiệt tình cho các bác luôn, giúp các bác chọn những cái đồ phụ kiện linh kiện nhá, và những cái đồ chơi tốt nhất cho anh em nhá, phù hợp với anh em nhất. Anh em nào mà mới em muốn truy cập kênh của em thì hãy cho em xin một nút like và một nút đăng ký kênh để bên em lấy cái động lực để ra những cái video clip hay gửi đến anh em nhé. Rồi hẹn gặp lại anh em trong những cái video clip sau nhé, và chúc anh em một cái mùa săn bẫy thành công và hiệu quả nhất nhé.